Xin mến chào toàn thể các cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Cúc Channel hôm nay. Hôm nay Tấm Cúc xin gửi đến quý vị một cái mẫu chuyện nói về cái con người của mình đó quý vị, mà người ta hay nói là ở trên đầu mình á, ở dưới thì có thằng Linh mà trên đầu á thì ba tấc đã có thằng Linh rồi. Cho nên cái lời mình nói ra đừng có nghĩ là người ta không biết, người thường không biết nhưng mà trời Phật có biết. Cho nên á, hôm nay Tấm Cúc muốn kể cái mẫu chuyện nói về là cái người á mà có cái lòng mà không có tốt á, hay có nói này nói kia người ta đó, cái lời ác á thì ông trời ông không có tha, sớm muộn cũng phải bị quả báo, nhưng mà sớm hay muộn thôi, đôi khi nó áp dụng liền luôn. Thì hôm nay Tấm Cúc muốn kể một cái mẫu chuyện này trước, và sau đó Tấm Cúc kể về cái mẫu chuyện mà tâm linh, chính bản thân của Tấm Cúc. Nghe quý vị nghe thử quý vị có tin hay là không, mà đây là chuyện thật của Tấm Cúc nha quý vị. Có thể quý vị nghe quý vị sẽ cảm thấy ơn nhỏ Cúc này nói xạo, nhưng mà để em kể rồi quý vị nghe coi có xạo hay là không. Và trước tiên thì em xin kể cái mẫu chuyện nói về cái người mà cái miệng mà độc địa đó, thì ông trời ông có dung tha hay là không. Thì bây giờ mời quý vị nghe ha. Ở một cái làng đó có hai cái vợ chồng là giống như mới sanh con á. Sanh con thì nhờ cái bà mà đỡ đẻ á. Người ta hồi xưa người ta có bà mụ mà gọi là mụ giường đó quý vị. Thì bà qua bà đỡ đẻ giùm cho vợ của ông này. Thì vô trong cái buồng á, vô trong buồng đỡ đẻ. Đỡ đẻ xong thì tới khi mà bà đồ dễ chân, thường thường đỡ đẻ rồi còn đi qua tắm em bé rồi đó. Tới chừng mà bà đỡ đẻ bà đi về bên nhà bà, thì bên đây á, cái người chồng á mới là ẵm đứa con lên và dở cái gối lên. Thì thấy ủa anh có để dưới cái gói này là 4 quan tiền mà sao bây giờ nó mất tiêu trơn rồi, không còn đồng nào trên ghế đâu rồi. Hiểu là cô vợ cũng nói ở trong cái buồng mình á, trong cái chỗ mà em sanh này nè, thì ngoài em ra với cái bà mụ đỡ đẻ thì không có còn ai vô đây hết trơn á, có anh em với bà mụ thôi à. Thì cái người chồng này là thấy vậy là biết có anh vợ mình không lấy rồi, chắc chắc bà mụ bà có cầm gì hay gì đó. Thì bắt đầu mới đi qua hỏi là giống như bà có nhặt được 4 quan tiền của tôi á thì xin cho tôi lại, tôi chỉ lấy phần nửa lại thôi, lấy hai quan tiền thôi để mà về mua sữa cho con nó bú, còn 2 quan á thì nếu bà nhặt được thì tôi tặng bà, tôi chỉ lấy là 2 quan thôi. Thì bà đỡ đẻ này bà nghe vậy bà bực, bà nói ông này tại sao mà đi qua nói vậy, mất danh dự mất uy tín của bà, nên bà la làng lên, bà la phủ đầu ông này trước. Bà nói tôi không có lấy mà mắc cái chứng gì mà đi qua đang không mà hỏi vậy, tôi qua tôi đỡ đẻ không mang ơn tôi bây giờ còn nói gì nữa. Thì ông này cũng nói dạ tại ở trong buồng á có vợ tôi với bà thôi à, nếu mà bà có lụm được á, bà có dở gối lên thấy lụm được á thì cho tôi xin lại hai quan thôi, tôi chia cho bà 2 quan để mà tôi lấy 2 quan về mua sữa cho con tôi á, nó ít sữa. Bà nói tao nói tao không có lấy rồi, bây giờ tao thề với mày luôn đó, nếu mà tao mà có lấy á cho ông trời ông đánh tao đi ha, còn nếu mà tao mà không có lấy nha là cho đứa con mày mới đẻ bị chết đi, thề độc gì luôn đó quý vị, thề độc với ổng gì luôn, nếu mà tao không lấy là cho đứa con mày chết nha, còn nếu mà tao mà lấy á cho ông trời ông đánh tao. Trời 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 thề ghê. Cái người đàn ông này thấy vậy nó thấy kỳ quá cho nên thôi đi về. Bả thề ghê quá, mới qua hỏi bả có lụm không chia lại vậy mà bả thề ghê quá nên không có hỏi nữa, đi về. Thì tới qua ngày hôm sau thì cái người này á mới đi qua kêu bà đỡ đẻ đó là bà ơi bà qua tắm cho cháu ạ. Là giống như nó còn nhỏ quá, vợ cũng còn yếu nên mượn bà đỡ đẻ này qua để mà tắm á. Thì bà này bà không qua. Hôm nay bà dặn bà không qua, bà nói tao không qua. Nay tao để cho nhỏ con gái tao nó qua tắm cho con mày, tao không qua nữa. Đó thì bà để cho đứa con gái qua tắm. Khi mà cô con gái đi qua tắm cho đứa đứa em bé đó xong thì tới tối lại không biết như thế nào mà đứa em bé đó nó từ chiều mà nó khóc khóc hoài, nó khóc tới tối thì nó chết queo. Tự nhiên chết queo luôn. Trời là trời, nhỏ chết queo. Thì để mà ứng nghiệm với cái lời bả nói là nếu bả không lấy thì cho đứa bé này chết, cho nên bả phải phải tắm vậy mà sao chết đó, là bả chú ý bả ơi. Bà nghĩ là vậy, là hai chồng nói là giống như là đổ oan này, chắc là đổ oan cho bà mụ rồi. Thì vợ chồng khóc hết biết luôn rồi, không biết sao mà con mình mới đây mạng gì cũng không biết đường nói như thế nào. Thì chuẩn bị là giống như là mình gói nhỏ để mà chuẩn bị bỏ nó vô cái oan rồi đó quý vị, gói nó lại hết á. Thì một cái trận mưa to sấm sét đùng 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 lên. Thì mọi người nghe nổ một cái ịnh cái chát lớn dữ lắm luôn. Ở trong ngày hôm sau á
là nổ một cái quá trời lớn, thì mọi người mới chạy ra coi, thì đúng là ông trời ổng đánh trúng hai mẹ con của cái bà mà đỡ đẻ, đánh chết hai mẹ con bà đỡ đẻ luôn. Người ta thấy hai mẹ con bà đỡ đẻ quỳ ở đó mà chết, mà người ta lại kiểm tra thì trong mỗi cái tay á, cái tay của cái bà mẹ với người con á, mỗi người cầm 2 quan tiền, là hai cái tay là cầm 4 quan tiền, bị ông trời ông đánh chết. Thì khi ông trời ông đánh chết rồi đó quý vị, thì mọi người mới giật mình, mới sao kỳ ta, sao đánh ngay chăng hai mẹ con. Thì khi mà đánh lớn như vậy thì vô tình cái đứa đứa trẻ mà bị chết rồi bên nhà hai vợ chồng mà mới sanh á, cái kiểu mà cũng chuẩn bị bỏ vô quan rồi nhưng mà chưa có bỏ, tự nhiên nghe nó khóc lại, tự nhiên nó tỉnh lại, nó khóc lại, nó khóc qué qué lên. Thì mọi người mới dạch ra lại, dạch ra lại là để mà coi nó như thế nào, thì dạch ra lại kiểm tra vòng 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 trên người, thì thấy trên cái gúng của nhỏ gì lòi cây kim ra. Thằng nhỏ nó khóc cái nỗi lòi cái gúng ra, thì nó đẩy cái cây kim ra khỏi cái gúng, vì cây kim mai mình á, thì ở nhà mới rút cái kim ra, thì nhỏ nó mới khỏe lại, nó mới tỉnh lại. Có nghĩa là cái bà mụ đỡ đẻ là bà ác miệng, bà ăn cắp mà bà còn la làng, bà thề thốt rồi bà muốn chứng minh là khi mà bà không có ăn cắp là cho thằng con người ta chết, thì bà phải cố tình bà kêu đứa con qua ghim cây kim vô cái gúng cho nhỏ kia chết, để cho hai vợ chồng cảm thấy là bà là người vô tội, còn hai vợ chồng đổ oan đó. Thì qua cái câu chuyện này quý vị thấy người làm trời nhìn thấy, bà đó bà đang làm ông trời ông nhìn thấy, cho nên ông mới trừng phạt ngay tức khắc hai mẹ con như thế đó. Quý vị thì đây là một câu chuyện để mình thấy được là đôi khi mình làm chuyện gì ác đó, mình phan hãy vui, mình làm cho người ta đau khổ á, mình cũng từ từ mình khoan hãy vui, người ta đau khổ đó nhưng mà sau này người ta sẽ được sung sướng, còn mình sung sướng trước, biết đâu sau này mình lại gây rứt lương tâm, mình đau khổ và những chuyện nó không may mắn nó ập tới, tại vì nó phải bị quả báo mình đối xử tệ với người ta đó. Thì qua cái này thì như Cúc nói, để em kể cái tâm linh cho quý vị thấy là có những cái con người á, được trời Phật che chở á, quý vị che chở từ từ đầu tới cuối, từ công ăn việc làm, mình làm cái gì người ta hay dùng từ có quý nhân hỗ trợ á, mình làm gì cũng được, mình đi đâu cũng được sự may mắn. Thì để Cúc kể cho quý vị nghe một cái chuyện tâm linh. Em hồi trước giờ em làm bất cứ chuyện gì em cũng thấy giống như là có một cái quyền năng gì đó sắp xếp cho em. Em nói mọi người nói chắc Cúc nó ông lên bà xuống hay linh đồng linh bóng gì thì không phải. Em là một người bình thường, em không có gì hết trơn á. Nhưng mà được một cái là em có thể thỉnh thoảng em hay biết trước cái chuyện gì đó. Em hay biết trước chuyện gì đó sắp xảy ra. Và y gần như vậy là thời gian nó xảy ra y như là em thấy trước. Em biết trước giống như là em, ủa em làm bao em thấy cái gì vậy ta? Ủa tự nhiên nó ra y gan rồi, nó xảy ra y gan luôn đó quý vị. Nhưng mà đó là cái lời tự tâm em không có kể cho ai nên không ai biết đâu. Thì em nói như thế này, hồi 1 2 năm trước vậy đó, em có đi ra ngoài ngoài Bắc đó quý vị, em kể chuyện tâm linh cho quý vị nghe. Em có đi ra ngoài vùng Bắc mà em đi với gia đình, rồi ra đó gặp những anh em quen ngoài đó, bạn bè ngoài đó, thì có tập trung với nhau để mà giống như mình đi cảnh này cảnh kia, đây đi đồi chè rồi quay mấy cái chỗ mà trà rồi đó. Thì đi tới cái chỗ hôm nay đi Tuyên Quang, đoàn hình như đoàn 6 người hay nhiêu á, 6 7 người vậy đó, để mà đi Tuyên Quang. Thì khi mà trên đường đi á, buổi sáng á, trời lạnh lắm cho nên ghé vô cái quán đó để mà uống trà. Thì cái quán này á, gọi là cái quán cũng không biết phải không nữa, Tấm Cúc thấy nằm cặp bên chỗ cái miếu. Cái miếu vị bên tường là màu vàng không mà là cái miếu, mà trong đây có cái quán đó để mà uống trà. Thì 6 7 người tập trung vô uống một bàn vậy nè, vậy thấy một cái bàn tròn này nè, một cái bàn tròn mà để mà tập trung vô ngồi uống trà. Thì Tấm Cúc ngồi ngồi ngồi, anh em 6 7 người, 6 7 anh chị em ngồi chung vậy nè. Cái chủ quán á, người ta đem ra một cái bình trà với một cái ly để mà uống trà trước để cho nó ấm. Thì để một người một cái ly gì đều đều gì nè, thì để xuống gì ông đó ông giá tỷ ông chủ quán ông lấy cái ly rồi cái bình ông mới gót gì, cái ông mới đưa người, ông mới gót ông đưa người ha. Nhưng mà khi ông vừa đem cái ly ra ông để, ông lấy cái bình trà ông gót nước, ông gót Tám Cúc cùng với 5 6 7 người đang ngồi trong bàn nhìn thấy nha quý vị, là gót nước ông đó, ông vừa gót gì nè, quý vị có tin là cái chung ông đang gót nước nè, nó chạy tà, 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 tà. Nó chạy đi, nó chạy theo 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 à, nó chạy đi tới chỗ Tấm Cúc, nó ngưng lại ngay chân trước mặt Tấm Cúc, y như là có một cái bàn tay mời Tấm Cúc. Ai cũng nói trời ơi trời, thằng 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 Linh gì đây mời bà Tám, hết hồn.
cái bàn á, mình nói như vậy có thể mấy anh chị em mọi người sẽ nói là à cái bàn có thể nó nghiêng về hướng tấm cúc, hay là ở trên cái ly đó nó có nước nó nghiêng nghiêng nó chảy theo, nhưng mà không, no no, cái bàn bằng chang, cái ly không có nước ở ngoài, khô gan luôn, cái bàn cũng bằng luôn, mà để xuống, để cái ly xuống, tự nhiên cái ly mọi người nhìn theo em cũng giật mình, em thấy cái ly, ủa sao đang không mà cái ly nó chạy theo cái đường bàn chứ không phải là nó chạy thẳng qua, mà nó chạy theo như nó đi theo nè, đi hết người này xong nó đi tiếp người nọ, nó đi tiếp người nọ, nó đi tới tấm cúc nó ngừng lại ngay trước mặt. Đó là một cái đình, cái đình, cái miếu gì ở ở trên đường đi đến chỗ mà Tuyên Quang đó, gì em đi ra ngoài đó ở trên đó gì ta, cái đường đó cũng không biết đường gì em cũng không có nhớ đâu, nhưng mà cái em nhớ là một cái ngôi miếu đó. Trời trời thì em cảm thấy là giống như mình đi tới đó là ở trong đó cũng có người là tiếp đón mình bằng một cái chung trà, người nào đó khuất mặt khuất mày mà cũng mến mình, thì mình nghĩ như vậy, mình nghĩ là có cái gì đó quyền năng gì đó mến mình chứ đón tiếp mình bằng một cái chung nước trà. Thì đó là một câu chuyện mà Tâm Cúc thấy tâm linh, và tâm linh tiếp theo nữa thì như thế này. Có thể quý vị không có tin nhưng mà có thể chứng minh lại cùng với những anh em đi chung đoàn với Tâm Cúc, anh chị em sẽ thấy được cái điều đó. Và khi mà đến chỗ Tuyên Quang, chỗ mà cây đa tăng trào rồi đó, thưa quý vị, chắc bà con ngoài Bắc ai cũng biết chỗ cây đa tăng trào. Thì đến gần đó, mọi người mới dừng xe lại để mà ăn cơm. Thì khi mà ăn cơm á quý vị, là lấy nước ngọt. À, ăn cơm cá gà rồi đồ ngoài đó làm cũng ngon lắm, nhưng mà khi lấy nước ngọt đang khui gốn á, mỗi ngượng lon nước ngọt vậy nè, tới cái lon của nước ngọt của Tấm Cúc á, tự nhiên để trước mặt Tấm Cúc vậy nào, quý vị thấy cái lon nước ngọt tự nhiên nó bung lên, nó bung cái mỏ nó chui vậy nè, nó không có bay cái nắp ra mà nó chui cái mỏ nó ra, giống như là có một cái gì đó nó nổ lên nè, rồi bắt đầu nó tua lên như pháo bông vậy đó quý vị. Y cái lon Coca của Tấm Cúc luôn, không biết còn hình ảnh không, nếu còn hình ảnh em ghép vô đây, còn nếu không còn thì thôi, tại vì đôi khi nhiều quá em cũng xóa bớt, nhưng mà ý em nói là nó linh thiêng á, nhiều nhiều anh chị em trong đó đã nhìn thấy hết, tự nhiên cái lon Coca của mình nó chua cái mỏ nó ra nè, cái trên cái nắp á nó chua vậy nè, rồi nó búng lên như pháo bông, có nghĩa là chỗ đó cũng có người tiếp đón mình hay sao, mà ngay chẳng Tấm Cúc không à, trời trời đây ghé uống nước trà, tự nhiên cái ly nó ba vòng tới mình, nó ngừng lại ngay đây như là mời mình vậy đó. Rồi tới lon nước ngọt cũng vậy, vừa nói vô vô thì cái lon của mình nó bung lên, nó bung mình chưa có đụng tới nữa, nó tự bung mà không phải bung nắp mà nó bung xì như pháo bông vậy đó. Rồi cái mỏ nó chua, trời ơi mình cảm thấy cái gì đó tinh thần mình nó phấn chấn, tại vì mình cảm giác là người thường thương yêu tiếp đón mình, và cái đấng quyền năng tối cao gì khuất mặt khuất mày gì, mình cũng cảm thấy họ cũng rất là nồng nhiệt với một cái người mà em nghĩ chắc là mình có thần linh gì đó che chở quý vị. Cho nên á, để khi em 88 á, mà có ai nói gì em đó thì hầu như là họ gặp những chuyện rắc rối á, họ gọi cho Tấm Cúc á, nhờ Tấm Cúc kêu ba Tấm Cúc á, là giúp đỡ giùm, đừng có buồn, đừng có giận gì đó. Hôm bữa có ông anh cũng vậy, điện cho Tấm Cúc, nói Tấm Cúc ơi bây giờ anh nói thiệt anh khổ lắm, anh khổ, anh đủ thứ chuyện túng thiếu rồi cái này đủ thứ, cuộc sống anh rất là khổ, anh có thể nhờ Tấm Cúc giái với ba Tấm Cúc giùm là làm thế nào cho anh bớt khổ, cho anh thoải mái được. Thì cái chuyện này thì thật sự em cũng cười thôi chứ em không có thể nào gian giái được, tại vì cái chuyện này á, là cái người khuất mặt khuất mày á, người ta hợp với người nào, người ta cảm giác người nào có thể giúp được, giúp đỡ được, chứ phải là em không có cái quyền lực để mà em giái được giùm cho người này người kia đâu. Có thể em sẽ tâm sự, hay là em sẽ nói, em sẽ cố gắng gì đó chút đỉnh, chứ còn mà nói để mà em sai khiến một cái người nào đó, người bình thường còn còn sai không được, huống chi mà người khuất mặt khuất mày. Cho nên ông anh nào đó ông thấy như vậy, và những cái người mà nói gì làm cho Tấm Cúc tổn thương, Tấm Cúc hay chia sẻ mấy clip đó quý vị, họ chia sẻ mấy clip em nói người này người kia, nói nãy kia em đó, họ giật mình, họ điện, họ kêu Tấm Cúc ơi đừng nói nữa, họ gặp chuyện này chuyện kia không có được may mắn, rồi khi tay chân giò cẳng vậy đó, nó chặt khớp chặt gì tùm lum hết trơn á, họ nhờ Tấm Cúc gian giá giùm á, cậu tâm linh đến nỗi vậy đó, có thể quý vị sẽ không có tin đâu, nhưng mà với Tấm Cúc thì em cũng không có kêu quý vị tin nữa, nhưng mà em kể cho quý vị nghe là nó có những cái sự trùng hợp như vậy, nó trùng hợp làm cho mình cảm thấy giác như là mình làm bất cứ chuyện gì cũng có một cái người sau lưng hỗ trợ, mà người đó không biết người nào,
Em làm bất cứ chuyện gì em cũng thấy giống như là đã có từng sắp xếp trước. Em nói với chị từ cái chuyện bình thường tới cái chuyện làm nhà tới cái chuyện gì luôn, toilet, cầu tắm gì cũng vậy hết. Khi mà em làm như vậy, hôm nay em đã thấy em đã làm như vậy rồi, cùng với những ông thợ đã lên kế hoạch làm y như vậy rồi. Nhưng mà tối đến một đêm một thôi là em lại đổi ý liền, em lại đổi ý theo cái kiểu khác mà cái kiểu em chưa từng nghĩ ra trong đầu. Tối là bắt đầu tự nhiên em có thể có một cái dự án mới, một cái gì đó, một cái hướng đi mới, và em yêu cầu thợ làm lại ngay ngày hôm sau qua cái chuyện khác. Và cái chuyện làm lại nó đúng như những gì mà Tấm Cúc cảm thấy là trời ơi hay quá. Trời ơi hay quá, mình đổi lại cái này quá đúng, quá chính xác, quá hợp lý, hợp phong thủy và hợp với mình. Nếu từ đầu mình chọn cái phương án, từ đầu mình bàn là nó không có được như bây giờ, nó không có đẹp như bây giờ và nó không có hài lòng với mình như bây giờ. Mà tại sao ai đó điều khiển mình để mình xoay chuyển lại, mình làm lại hướng này mà nó đẹp dữ vậy hả trời? Đó quý vị, đó là một cái gì đó mà cảm giác là có người mách bảo Tấm Cúc đừng có làm như vậy, hãy làm như thế này kia, mà toàn là hướng đúng không quý vị. Toàn là cho em thấy được những cái điều mà em rất là hài lòng. Cho nên cái cuộc sống của em lúc nào em cũng nói có một cái quyền năng gì đó hỗ trợ cho em. Có thể là của quyền thất tổ ông bà gì đó độ mạng cho Tấm Cúc. Để mà Tấm Cúc có thể là vừa trò chuyện vừa nói chuyện với một cái phong cách rất là tự tin. Quý vị ơi, em ở ngoài đời á quý vị, em nói chuyện ít lắm. Ở ngoài đời quý vị gặp em thấy em rất là bình dân, bình dị, em nói chuyện rất là ít. Và thậm chí quý vị hỏi em đôi khi em còn không biết đường trả lời với quý vị nữa. Nó thiệt tình, nó thiệt thà như vậy luôn đó. Nhưng mà không biết làm sao mà mỗi lần em lên kênh YouTube là bắt đầu em nói chuyện thao thao bất tuyệt, em nói chuyện quá trời. Giống như là có ai dựa vô để mà nói, ai mượn em, mượn lời em để nói á. Có thể là hôm nay em tám cái chuyện này mọi người nói Tấm Cúc chắc ông lên bà xuống nha. Không có phải đâu, em cũng rất là bình thường. Nhưng mà em thấy sao em nói vậy để nghe quý vị nghe cho vui, là mình trong cuộc sống mình làm bất cứ chuyện gì đó mình cũng nghĩ là trên đầu mình ba tắc là có thần linh, có trời Phật để mình nhìn thấy, để mà soi xét mình. Nếu mà mình là con người tốt, mình làm đúng đường, mình là cái người lòng dạ, mình không có ác với ai á, thì trời Phật cũng dòm ngó, cũng sẽ hỗ trợ cho mình, hộ độ cho mình tai qua nạn khỏi. Ừ, nói tới tai qua nạn khỏi cho Tấm Cúc tám câu này quý vị. Là hồi ba em còn sống á, là em có những cái chuyện á, mà người ta đang không ổ quan nãy kia, hay người ta nói nãy kia trong đời sống mà ai cũng thường gặp thôi. Nhưng mà em là em chia sẻ với ba thì ba có an ủi một câu mà em nhớ đời, em nhớ hoài, mà em cái câu này nó an ủi cho em trong cuộc sống tới ngày hôm nay. Đó là ba nói như thế này. Nếu á, trong cuộc sống ai cũng có đôi lần bị mà tai nạn. Tai nạn, tại sao có chữ tai nạn? Tai là gì? Tai là tai tiếng. Nạn là xảy ra cái nạn kiếp ở ngoài đời, ví dụ như là quẹt xe hay là té hay là gì, gọi là cái tai nạn, cái nạn. Còn cái tai là tai tiếng nè, người ta nói xấu mình nè. Bây giờ con ơi, con đừng có buồn. Ví dụ như là tới cái năm tuổi con hay là tới cái tháng đó con phải gặp chuyện này chuyện kia. Nhưng mà người ta đang không đem lại những cái tiếng xấu, đang không người ta chửi con, hay là đang không người ta làm cái gì đó làm cho con buồn, con tủi thân. Đúng ra là họ không có nên mà dán những cái lời đó, những cái đó làm cho con buồn. Thì khi mà họ đã nói ra, họ làm tổn thương con á, có nghĩa là con không có bị tai nạn nữa. Con bị tai tiếng rồi, con không bị tai nạn nữa, nên là yên tâm đi. Tại vì cái số con lúc này nó phải không dướng này tới dướng cái khác. Nếu người ta chửi rồi thì coi con yên tâm đi, con không bị tai nạn nữa. Thì Tấm Cúc cảm thấy cái lời đó nó đúng. Khi mà mình làm cái gì đó, mình người ta đang không người ta chửi mình thôi kệ đi. Giống như người ta gánh tiếp mình vậy đó. Người ta bưng cho mình cái tô chè mà mình không lấy mình ăn thì người ta bưng về nhà người ta ăn vậy thôi. Đó là những cái lời mà rất là bình dị của ba Tấm Cúc để lại, mà Tấm Cúc cảm giác là mình nên học hỏi và trân trọng, và nó theo mình suốt cuộc đời. Khi mà ai đó nói nặng nói nhẹ mình, tự nhiên mình nhớ tới câu đó. Mình nhớ tới câu của bà nói, có thể người ta sẽ chửi mình, người ta nói nặng nói nhẹ mình là mình không có bị tai nạn. Vậy tự an ủi cái là xong.